Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một cái món ăn chay rất là ngon mà dễ làm, vô cùng dễ làm và đơn giản quý vị. Đó là cái món cải thìa xào với tép mỡ chay. Với những cái nguyên liệu mà các bạn có thể dễ dàng kiếm hàng ngày quý vị, có thể quý vị kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo ra một cái món ăn chay vô cùng thú vị ha quý vị. Thì làm thế nào để cho cái cọng cải mình khi xào á mà nó vẫn giữ được cái độ xanh và nó đủ giữ được cái độ giòn á quý vị, kết hợp với cái phần tóp mỡ chay cũng như là một số cái rau củ kèm theo, tạo nên một cái món ăn vô cùng lý thú và ngon hấp dẫn. Thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món này cùng mình nha. Rồi thì trước tiên á, mình xin được phép giới thiệu về những cái phần nguyên liệu mà để làm cái món cải thìa xào với tép mỡ nha quý vị. Thì quý vị ở đây thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là cải thìa. Cải thìa bữa nay thì mình chuẩn bị đó là khoảng có 300 gram mà quý vị, 300 gram cải thìa. Cải thìa bữa nay rất là xanh ngon nè quý vị. Cái cọng mập ú thù lù luôn, rất là thơm ngon hấp dẫn. Thì kế theo để làm tóp mỡ á thì quý vị chuẩn bị cho mình hai miếng bánh mì sandwich nha, cũng như là củ cải đỏ nè, hành lá và nghe quý vị. Đó, về cái phần gia vị á thì quý vị chuẩn bị những gia vị thông thường đó như là đường, muối, bột ngọt, cũng như là hạt nêm chay á quý vị, rồi dầu hào nè, nước mắm hoặc nước tương, rồi dầu ăn để chúng ta có thể kết hợp với nhau tạo ra cái món này. Trước tiên á, thì mình sẽ sơ chế cái phần nguyên liệu trước. Cải thìa mà thì nó có thành cái bó bó này nè quý vị. Cải thìa đặc trưng nó thì trong những cái xen kẽ cái kẽ lá nó có rất có thể là nó còn dính những cái bụi ở trong. Thì mình sẽ rỡ ra hết từng cái thì mình rửa nha. Mình rửa qua cái phần nước muối. Thì cái nước mình này á thì mình đã để khoảng một muỗng muối ở trong rồi. Giờ mình chỉ cần rỡ ra thôi những cái ngọn ở trong á. Cái thìa nè ăn cũng rất là ngon quý vị, nó cũng không có bị đắng đâu, nên chúng ta sẽ gỡ ra từng lá và chúng ta rửa thiệt kỹ với nước muối rồi là xong rồi quý vị. Thì trong lúc đó thì chúng ta sẽ bắt cái nồi nước lên nha quý vị. Trong lúc mà đợi nồi nước sôi á thì mình sẽ cắt cái phần bánh mì ra. Bánh mì này á nó rất là mềm quý vị, mới mua về rất là mềm, quý vị có thể bỏ trong tủ lạnh á, ngăn đông á qua một ngày cho nó cứng hơn ha. Thì bữa nay mình làm rấp nên mình sẽ tranh thủ cắt luôn, nhưng mà nhẹ tay nha quý vị. Đó, nhẹ tay thôi, hoặc là quý vị mua về mà ăn không hết á thì chúng ta cũng có thể để dành để làm tóp mỡ, để dành cũng được. Nó phải nhẹ tay chung thôi là nó dẹp lại đó quý vị. Đó thì chúng ta cũng sắt hết những cái phần bánh mì nè ra như cái hạt lựu á cho nó giống cái phần tóp mỡ của mình nha quý vị. Đó, mình sắt nhỏ nhỏ ra luôn. Rồi tiếp theo nữa thì mình cũng sắt cà rốt ra. Cà rốt thì để mình xào chung á, cho nó lên màu cho nó đẹp. Mà ăn cà rốt thì nó cũng rất là bổ dưỡng nha quý vị, nó sẽ rất là tốt cho mắt của mình á. Nó mình cũng sắt ra luôn, sắt nhỏ nhỏ mà mình sắt hạt lựu ra luôn nha quý vị. Đó, mình xào chung thì mình cũng sắt theo kiểu cái phần phía trước luôn, là mình sắt hạt lựu luôn. Rồi lúc này thì quý vị thấy là cái nồi nước của mình nó đã sôi lên rồi, nó bắn tim lên rất là dữ. Thì quý vị cho hết cái phần cải thìa của mình vào. Để đây mình có 300 gram cải thìa đó, ăn cũng vừa đủ đó quý vị, được chắc khoảng dĩa đó. Thì mình sẽ trụng qua, thì quý vị đợi cho khoảng 2 phút nha, đúng 2 phút nha quý vị. Khoảng 2 phút thì cái phần cải thìa của mình nó vừa chín tới. À, nó vừa dính tới đó quý vị, nó không có sống lắm mà cũng không có chín lắm, là nó vừa luôn. Lúc này mình ăn cái cải nó rất là ngọt. Thì quý vị gấp ra bỏ vô một cái thau nước nước lạnh nha quý vị, hoặc là vòi nước lạnh á quý vị. Tốt nhất hơn nữa thì quý vị có thể bỏ vài viên đá ở trong cho nó lạnh, nó tạo nên cái sự sốc nhiệt á, nó sẽ giữ cái cải mình nó còn xanh và nó giòn, rất là ngon quý vị. Đó, bây giờ mình gấp ra hết đi, mình để
mình để khoảng 1 phút á, rồi xong mình để cải ra gỗ cho nó khô, nó ráo nước lại nghe quý vị, đừng có để lâu quá. Rồi trong khi mà đợi cải thì mình cũng xắt hành ra luôn. Hành thì mình tận dụng cái phần lá và cái phần gốc luôn quý vị. Phần lá thì để mình chút mình để cho nó thơm, mình xào lúc sau quý vị. Còn cái gốc á, thì quý vị đập dập dập chút xíu nha, để cho chúng ta khi băm ra thì chúng ta có thể thay thế cho cái củ hành đó quý vị. Thay vì mình sử dụng củ hành hay tỏi á, thì mình có thể thay thế cái phần gốc hành này. Nếu quý vị nào ăn thuần chay á, thì chúng ta thay thế hành bọt rô. Đó, bây giờ thì cho dầu vào chảo. Rồi đợi cái chảo nó nóng lên mình cho dầu vào quý vị. Đó, sau khi mà cho dầu dầu nóng lên á, thì chúng ta cho hết cái phần bánh mì mình đã sắt hạt lựu á quý vị. Bánh mì mình sắt hạt lựu rồi mình đem lên mình chiên. Thì chiên cái lửa vừa vừa thôi nha quý vị. Chúng ta đảo thấy nó vàng hơi hơi là được rồi. Chúng ta tắt bếp, chúng ta đảo chút xíu nữa là lấy xuống là được. Rồi, sau khi chúng ta chiên bánh mì sẽ làm tóp mỡ xong thì chúng ta bỏ cái phần róc hành vào cái chảo để chúng ta khử nha quý vị. Chúng ta cũng chừa lại một xíu dầu nè, để dầu nóng lên là chúng ta bỏ cái phần róc hành vào, chúng ta để chúng ta khử. Bà con nào ăn thuần chay thì có thể thay thế hành bọt rô nha bà con. Đó. Rồi, xong như vậy là được. Đến khi mà hành của mình nó thơm lên rồi, nó vàng vàng hơi hơi rồi. Chúng ta lúc này chúng ta sẽ cho cà rốt vào hay là củ cải đỏ đó quý vị. Đó, chúng ta cho vào hết luôn. Nửa củ cải đỏ là cũng vừa quý vị. Đó, quý vị nào thích ăn nhiều nữa thì chúng ta cho nhiều thêm một củ luôn cũng được. Thì mình thấy khoảng nửa củ là cũng phù hợp với khoảng 300 gram cải thìa của mình rồi quý vị. Mình xào luôn, mình xào cho nó chín luôn nha quý vị. Mình thích ăn chín hơn. Quý vị nào ăn sống hay thích ăn sống hơi hơi thì chúng ta để xào một xíu. Lúc này chúng ta cũng nêm nếm gia vị luôn, mình sẽ cho 2 muỗng nước tương. Đó, 2 muỗng nước tương mình thường ăn ở nhà, nước tương này cũng vừa ăn đó quý vị. 2 muỗng nước tương và nửa muỗng bột niêm chay, bột niêm từ nấm á nha quý vị. Đó, bột niêm chay. Rồi, tiếp theo đó để cân bằng cái gia vị của mình sẽ cho thêm đây là 2 muỗng đường. Đó, 2 muỗng đường. Đó. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục mình dằn chút xíu cho nó cái vị mặn nó đậm đậm, đó là mình cho khoảng 1/4 muỗng muối nha, 1/4 muỗng muối ít ít thôi quý vị. Rồi sau khi mà nó kẹo kẹo là được á thì mình cho nước vào nha quý vị. Lúc này á mình cho nước vào để cho nó tạo nên một cái hỗn hợp sền sệt á. Rồi lúc mà nãy á, mình trộn với rau á rất là ngon, mình cho 4 muỗng canh nước. Để một chút mà mình có cái phần nước cho nó xào cho nó thấm lên cái gia vị của cái tóp mỡ mình đó quý vị. Và tiếp theo để tạo cái độ sánh thì mình cho nửa muỗng, ít ít hơn nửa muỗng đó là dầu hào. Thì sau khi cho xong thì quý vị có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với gia đình mình. Nếu ngọt muốn ngọt đó, thì chúng ta cho đường vào, mà nó hơi lạt lạt thì chúng ta cho xíu nước tương nữa quý vị. Sau khi mà chúng ta nêm nếm mà cái gia vị cho mình nó vừa ăn với gia đình mình đó quý vị, chúng ta cho lửa thiệt là nhỏ lại. Rồi sau đó chúng ta cho hành vào. Hành lá vào. Đó, hành lá lúc này chúng ta cho sao nha, để lửa thiệt là nhỏ nha quý vị. Rồi, lúc này chúng ta cho phần tóp mỡ vào. Tóp mỡ thì mới nãy mình chiên hơi quá tay nên hơi nó bị cháy chút xíu nha quý vị. Quý vị chắc sẽ khéo tay hơn mình. Nào thì chúng ta cho đảo nhẹ qua sơ qua một chút cho nó cái phần tóp mỡ mình nó thấm, rồi chúng ta cũng cho cái phần cải thìa mình vào. Nếu quý vị nào mà ăn liền á, thì chúng ta cho tóp mỡ liền trước nha quý vị. Còn nếu quý vị nào mà để chúng ta ăn sau á, đợi chút xíu mới ăn á, hơi lâu lâu sau ăn á, thì quý vị cho cái phần tóp mỡ mình vào sau cùng thì nó sẽ giữ cái độ giòn hơn nha quý vị. Lưu ý cái phần này, tại vì tóp mỡ mình để vào trước như vậy nè thì mình phải ăn liền, nếu không ăn liền thì chút xíu nó sẽ bị mềm, tại vì cái bánh mì của mình á nó sẽ rút lên rất là mau mềm quý vị. Nó có thể quý vị xào xong để ra dĩa và quý vị để tóp mỡ lên cũng rất là ngon. Thì như vậy là đã xong rồi đó quý vị. Cái phần lúc mà chúng ta hoàn thành thì cái vị mà cải thìa của mình đó quý vị, cải thìa của mình nó vẫn giữ được cái độ xanh nè, giòn nè, cái chất ngọt riêng của cải mà nó không bị lẫn nhiều đến ảnh hưởng đến cái phần gia vị. Mà lúc này á, mình ăn kèm với cái phần tóp mỡ nó đã thấm đều với cái gia vị mình nêm á quý vị. Tóp mỡ thì nó giòn giòn ha, cải cũng
rất là ngọt và xanh ngọt ha. Thì hai cái này kết hợp lại tạo ra một cái hương vị rất là ngon nha quý vị. Thì đây là một cái món ăn mình xin giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị. Nếu thích hãy ấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Xin chào, thân ái và tạm biệt tất cả quý vị.